Thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 5 là ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đây được xem là phong trào nhân đạo lớn nhất toàn cầu, là ngày truyền thống để chia sẻ những công việc, hoạt động đầy ý nghĩa của những cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ. Và những hành động đó ngày càng được lan tỏa, vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác nhân đạo, trở thành tình nguyện viên của phong trào. Tại nhà bà Nguyễn Thị Đạt, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, ngôi nhà mới khang trang hơn đã được xây dựng. Được biết, gia đình bà Đạt thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng đều bị bệnh nặng, sống trong căn nhà cấp 4 với diện tích khoảng 30 mét vuông. Nhà đã xuống cấp, ẩm thấp. Với mong muốn được sửa chữa lại ngôi nhà, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã vận động hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng với sự giúp sức của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hải Vân. Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành. Gia đình bà Nguyễn Thị Đạt cũng trở thành địa chỉ nhân đạo trong năm 2023 với kinh phí 2 triệu đồng. Nhưng mà hôm nay lẫn rơi vô cái hoàn cảnh là nhà cửa móng em hết. Gió bộ gì rồi thì sụp thì đồng em bóng bóng rồi bà nhỏ tập đỏ rồi nè. Bên công ty sổ số với phường đồ cũng có quan tâm giúp cho một ngôi nhà mới. Hôm nay thì cô rất chi là cảm động, mang bún bùi lâu rồi mấy năm rồi. Có thời điểm là cũng là rất là nắng nóng. Trong thời điểm vừa qua rất là nắng nóng, nhưng mà cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên của đồn biên phòng Hải Vân cũng đã nêu cao trách nhiệm và cũng thể hiện cái tình cảm. Đây là một cái lòng gọi là lá lành đùm lá rách của lực lượng bộ đội biên phòng thành phố nói chung và của đoàn thanh niên bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đối với việc hỗ trợ giúp đỡ gia đình hộ nghèo và theo cái chương trình 503 có của thành phố Đà Nẵng. Trong 5 năm qua, tháng nhân đạo đã vận động quyên góp được hàng chục tỷ đồng, trợ giúp cho trên 60.000 người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Năm nay, tháng nhân đạo được gắn với phong trào người tốt, việc thiện, dùng sức xây dựng cộng đồng dân ái, tiếp tục thực hiện các sáng kiến và hoạt động thực tế để mỗi người, mỗi tổ chức, bằng điều kiện và khả năng của mình, có thể hỗ trợ kết nối, trợ giúp những địa chỉ nhân đạo ngay tại nơi mình sinh sống, công tác, học tập. Tháng nhân đạo năm 2023, chúng tôi thực hiện với chủ đề là chia sẻ những tấm lòng nhân ái và chúng tôi tổ chức các hoạt động như là trao các địa chỉ nhân đạo, xây dựng nhà chữ thập đỏ, tổ chức chương trình 10.000 suất ăn không đồng, tổ chức vận động hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo, tổ chức các hoạt động mà hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Tất cả các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đều chung tay thực hiện cái hoạt động này. Hòa trong phong trào chữ thập đỏ toàn quốc, tại Đà Nẵng, phong trào chữ thập đỏ thành phố ngày càng lớn mạnh, qua đó đã hỗ trợ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động hội thường xuyên được đổi mới và thể hiện tính chuyên nghiệp. Nhiều phong trào thi đua, mô hình hoạt động hiệu quả phong phú thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn và lành mạnh cho người dân.